Hôm nay mình làm cái clip này để gửi cho mấy cái bạn mà yêu cầu mình đọc sách á. Tại vì dạo gần đây cũng có nhiều bạn cứ đi vô yêu cầu mình đọc sách mà toàn yêu cầu những cái mình đọc rồi. Thành ra mình mới làm cái clip này để sau này những ai yêu cầu mình đọc sách mình quăng cái clip này cho nghe. Làm đúng cái yêu cầu của mình đi, mình đọc cho. Ha. Tại vì sách người ta đọc rồi mà cứ đi vô quăng có một câu kêu đọc đi, người ta đọc rồi thì coi. Thì cái điều đầu tiên là bạn phải tìm. Bây giờ ví dụ con bạn vô kêu chị đọc hiến pháp đi, rồi chị đọc luật kế toán đi, ví dụ vậy. Thì bạn gõ trên YouTube, bạn mở YouTube ra, bạn vô cái ô tìm kiếm của YouTube, bạn gõ luật kế toán kèm theo cái tên của tôi vô là Phương Thơm Voice, gõ kèm theo cái kênh nó vô luật kế toán Phương Thơm Voice, rồi enter. Nếu nó ra rồi á thì đừng có hỏi nữa, đọc nghe đi, cứ thế nghe thôi. Còn nếu mà bạn gõ mà nó không ra, tức là tôi chưa đọc cái văn bản đó, tôi chưa đọc, thì lúc đó bạn hãy yêu cầu. Mà khi yêu cầu thì cũng không thể là không thể nói một cái câu chị đọc kế toán đi, chị đọc luật này đi, chị đọc luật kia đi. Tôi đâu có biết luật nào đâu mà đọc. Luật nó có hàng nghìn thứ luật, bao nhiêu là năm sửa đổi rồi số liệu tùm lum tà lá hết. Bạn muốn yêu cầu gì thì phải cụ thể ra. Chị đọc luật kế toán năm 2019 số bao nhiêu, ngày bao nhiêu, ghi ra. Đồng thời ghi cái số không chưa được nha, chưa đạt yêu cầu của tôi nha. Đồng thời bạn phải tìm cái văn bản đó trên web. Bạn lên bạn search cái văn bản đó ra, bạn gửi cái link văn bản đó cho tôi, vừa ghi cái tên văn bản số ngày rồi kèm theo cái link nữa. Để làm gì? Để một á, nếu bạn gửi cái file Word sẵn rồi thì cứ thế tôi tải về tôi đọc thôi. Còn nếu mà bạn gửi cái dạng PDF thì tôi sẽ đi tìm cái văn bản Word để tôi đọc, và tôi sẽ đối chiếu xem có phải cái văn bản giống bạn bạn yêu cầu hay không. Chứ bây giờ bạn quăng vô cái câu đọc luật kế toán đi năm 2017 đi mà bạn gõ nhầm 2019 cái, tôi cắm đầu tôi đọc tôi không biết là đúng hay sai nữa. Ví dụ vậy, cho nên là phải kèm theo cái link ha, ghi tên cụ thể ra kèm theo cái link thì lúc đó tôi mới đọc. Còn trường hợp mà bạn gửi link không được á, đầu tiên thì bạn cứ để cái link trong YouTube, còn mà để không được thì bạn xóa bớt cái phần video đằng trước đi, để cái phía sau thôi. Thì tôi sẽ copy cái đó tôi dán lên trình duyệt để tôi tìm cái file đó. Còn trường hợp nữa mà bạn vẫn không gửi được cái link á, thì bạn gửi cái link qua Facebook cho tôi. Sau khi bạn comment trên YouTube, bạn comment trên YouTube, bạn nói yêu cầu đọc cái luật này số mấy ngày mấy, nhưng em không gửi được link cho nên em gửi cái link trong Facebook. Đó, thì lúc đó tôi đi vô Facebook tôi lấy cái link. Nó phải đầy đủ thông tin như vậy tôi mới làm. Ha. Đừng có lên quăng câu chị đọc luật kế toán đi, chị đọc luật nhà đất đi, chị đọc luật gì đi, nói có một câu ai biết cái luật nào mà đọc, phải có số của má ra chứ. Học luật thì phải nói cho nó chuẩn. Khi mình học luật thì mình nói câu nào ra nó phải chuẩn câu đó. Mình phải đặt vào vị trí của người khác, coi người ta nghe người ta có hiểu mình nói cái gì không. Còn bây giờ bạn bạn yêu cầu tôi đọc luật kế toán, trong đầu bạn nghĩ đó là luật năm 2019. Nhưng tôi không làm kế toán làm sao tôi biết là bây giờ luật nó sửa đổi từ năm nào? Cho nên bạn phải đặt ở cái vị thế là cái người nghe họ không biết gì trơn, họ nghe được cái câu nó nói câu mà bạn nói đó, họ hiểu đó, thì đó mới gọi là làm luật. Học luật cái gì đâu mà nói không có đầu có đuôi gì trơn, học luật cái gì. Mai mốt mình đi ra tòa mình nói chuyện với người ta thì mình cũng phải theo khoản mấy, điều mấy, chương mấy, luật số mấy, ban hành ngày tháng năm nào, đâu mà nói chuyện gì đâu mà nhát gừng không đầu không đuôi vậy, là làm sao mà hiểu. Tôi không học luật mà tôi còn nói chuyện rõ ràng hơn mấy người học luật á. Vô toàn yêu cầu cái người ta đọc rồi mà mắc cười thiệt á, không hiểu cái trình độ khả năng tin học của mấy người tới đâu nữa. Dục cái điện thoại đi, tập xài máy tính đi để cho cái kỹ năng nó nâng cao. Cái khả năng tìm tòi không có, khả năng tự chủ cũng không, mà đi học cái ba cái luật để làm gì? Học vậy là sau này ra đời sao ứng dụng được? Trước hết muốn muốn cái gì đó thì mình phải tìm. Đầu tiên mình phải tìm trước. Tìm không có thì mình mới yêu cầu chứ. Người ta đã đọc mấy năm trời rồi, nằm trình in đó rồi không chịu nghe.
đi lên vẫn kêu đọc đi, nói chuyện nghe phát bực à. Rồi rồi một cái nữa, bạn việc bạn yêu cầu là việc của bạn. À, nếu mà tôi hứng thì tôi đọc nhanh, và cái chuyện làm cho tôi hứng hay không á là phải phụ thuộc vào bạn nữa, chứ không phải bạn quăng ra rồi tôi đọc, rồi tôi nhiệm vụ tôi phải đọc cho nhanh đáp ứng cho bạn, xong rồi bạn ì ra, bạn không có tương tác, bạn không có giúp share cái file đó ra để cho những người khác biết. Tôi biết có những bạn đang cần ôn thi, cần tôi đọc để có tài liệu ôn thi, và mặc dù tôi đã đề nghị là phải share ra để cho nhiều người coi phụ nữa, để kích thích cho tôi đọc nhanh hơn những cái phần còn lại, nhưng mấy bạn nó vẫn không làm, vì là tài liệu để các bạn ôn thi, các bạn sợ người khác nghe chắc các bạn mất cái đối thủ cạnh tranh hay gì, cho nên các bạn cứ ngang mình, ở ngang mình thì chậm thôi, mình nhiều người nghe vô, có nhiều người hưởng ứng, có nhiều người tương tác thì người ta có hứng thú, người ta làm cho nó nhanh hơn. Còn không giờ tôi nhây ra một tuần tôi cho một file thôi, còn giờ nhiều người coi tôi đăng lên phát coi ào ào, tôi phải đăng liên tục, ngày tôi đăng cho 10 file cho nghe, ví dụ vậy. Nghe nhiều, đọc nhiều hay không, đọc nhanh hay không phụ thuộc vào cái người nghe. Chứ bây giờ tôi đăng lên mấy ngày trời mà được có 10 view thì làm sao tôi đăng chi nhiều, tôi sẽ phải rải ra, tôi đăng xen kẽ những cái clip khác vô để cho cái kênh nó hài hòa. Chứ giờ tôi đăng lên cả chục video file một lúc mà mỗi cái có một hai view, 10 view thì nhìn nó ra cái gì? Cho nên nó phải đẹp thì phải đẹp cả hai, bạn bạn muốn đẹp mình bạn, còn mình tôi ẵm hết cái xấu rồi đâu có được. Rồi một cảnh báo trước nha, cái chuyện á mình làm cái gì cũng phải thật thà, mình làm đúng khả năng của mình, đừng có gian dối, chớ mình mà nảy ý định gian dối ở đây. Hồi xưa đã có một trường hợp gian dối rồi, nhờ kêu tôi đọc sách thì tôi có đưa điều kiện là phải 100 view tôi mới đăng cái chương kế, thế là người ta ngồi người ta bấm tab ra hàng trăm tab, ngồi bức bật 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 100 tab ra để cho nó ra 100 view. Cái view đó là cái view gian lận, view gian, YouTube nó đâu có tính, mà nó còn báo cáo cho cái kênh của tôi là liệt vô cái kênh là gọi là không có tốt, nó ẩn luôn, nó không đề xuất luôn, hại nhau. Mình cần người ta giúp mình nhưng mà mình lại đi hại người khác, thì vậy có đáng không? Còn trường hợp mà mình không có khả năng để mình coi đó, thì cứ thực tế như vậy đi, lại còn đi gian dối, mình ngồi mình bấm cho nhiều lên không được, thuật toán nó biết hết, nó vẫn phát hiện ra vào cái mục phân tích về dữ liệu đó, coi biết à. Người ta phải dựa vào tổng số giờ xem nữa. Cái view đó, cái view bao nhiêu đó view, một một cái file đó bao nhiêu phút, nhân cho bao nhiêu view, nó ra bao nhiêu giờ xem, có tương ứng hay không. Chứ không phải ngồi đó bấm bật 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 ra cho nhiều tab vô, nó đâu có tính đâu, YouTube nó không tính. Từ từ nó cũng trừ, trước mắt nhìn trước mắt vậy thôi, vài bữa sau nó trừ hết xuống, tụt view. View vậy là view gì? View hại. Lợi lộc gì? Mình nhờ người ta ta làm miễn phí cho mình còn đi gian lận kiểu đó để hại người ta. Không được. Tốt nhất ai đi học thì cũng có một cái group của lớp và cái group của trường và những cái sinh viên cùng ngành với mình chỉ cần mình quăng lên đó thôi, người ta view giùm mình rồi. View nó tính là tên trên những cái thiết bị khác nhau, trên cái đường dây mạng khác nhau, trên cái IP khác nhau thì mới có giá trị, trên vùng miền khác nhau, trên tỉnh khác nhau, địa bàn khác nhau. Chứ ngồi có một người ngồi ở nhà bấm bọc 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 ra cho nhiều vô bấm để gian lận, ai chơi chơi vậy, ai chơi lại. Thà tôi để tôi đọc cái gì tôi thích, mắc gì tôi phải chạy theo mấy người cho mệt ra. Cho nên đúng một lần, có một bạn đó bạn share đúng có một lần thôi, tôi đọc là nhiều sách lắm cho bạn đó nhưng mà bạn share có một file thôi, thì cái file đó lên rất là nhanh, có share là file là lên hả? À, tại không share, ngay cả trên tường của mình cũng không muốn share nữa thì làm sao mà mình mới nó đòi lên. Mình cần mà thì mình cứ share đi, share chừng vài tuần vài tháng lại đi vô xóa đi cũng được, vậy có ai cấm cản gì đâu. Trong lúc người ta đang làm thì mình tích cực đi, mình tích cực tương tác, share đi để cho cái view nó lên đi, để người ta có hứng thú người ta làm tiếp cái phần phần sau, nhất là những cái văn bản nó dài á, nó bao nhiêu chương mấy trăm ngàn chữ, đọc đâu phải một ngày xong đâu. Còn những cái ngắn ngắn thì quất ngày hai ngày xong thì còn nhanh còn dễ. Còn muốn có file nhanh thì đơn giản lắm, thường thường là tôi sẽ đăng trước một file, một hai file của cái phần đó, xong tôi xem cái mức độ tương tác, nếu mà tương tác nhanh ha, nhiều người ủng hộ thì tôi sẽ tích cực tôi ra cho nhanh nhanh nhất có thể, còn mà tôi thấy nó ì ạch leo teo thì tôi lại dừng ở đó.
tôi làm cái khác tôi xen kẽ vô, đăng nhiều cái vô nó xen kẽ vô, nó đẹp hơn, cái kênh nó đẹp hơn đăng một nùi có màu nhìn xấu quắc, đúng không? Đó, cho nên muốn đọc sách dễ lắm, không cần phải nói cái gì hết trơn, cứ bình luận đầy đủ thông tin. À chị ơi, đọc cho em cuốn luật này số mấy ngày mấy, kèm theo cái link. Rồi khi tôi đọc xong rồi, thấy file đăng lên rồi, tích cực share đi, share càng nhanh, share càng nhiều thì cái file đó hoàn thành càng nhanh. Nhanh hay không phụ thuộc vào cái người coi đó, chứ không phải cho tôi. Nhiều khi ha, đôi khi tôi rảnh mà tôi không có hứng tôi cũng không làm được. Mà đôi khi tôi bận chóp cả đống việc, nhưng mà vì cái việc mà tương tác của mọi người tôi hứng quá, tôi dục chóp luôn, tôi không làm, tôi quay qua tôi đọc sách. Có nhiều khi khách kêu làm tôi, cái việc đó tôi làm mà tôi chán, tôi muốn thay đổi thì có cái gì đó để tôi làm. Còn giờ phải có động lực. Bây giờ đọc cái sách lên mà còn lèo tèo chán hơn thì thôi kệ, ráng gặm cái chóp chán hơn vẫn có lợi hơn chứ. Cho nên ha, ai mà có yêu cầu đọc cái gì ha thì coi hết cái clip này đi, làm đúng yêu cầu đi, tôi đọc cho. Ok, cái gì tôi đọc rồi thì chịu khó coi đi, thì đừng có lên vô đòi hỏi lại cái đã đọc rồi, thể hiện mình kém kỹ năng tin học lắm.